Thế là em giúp đi ngủ rồi nè. Thả tim cho Dami đi mọi người. À 8 giờ rưỡi chuẩn bị đi ngủ rồi đấy. Bị đi ngủ rồi, nghĩ ra đi ngủ rồi. Mọi người ơi, nhớ đăng ký phiên livestream ngày bao nhiêu, chồng like ngày bao nhiêu? 25. 25. 25 tháng 12. 25 tháng 10. À nhầm, 25 tháng 2, quên. Chèn chút thế. Mẹ Lucy bế em không bằng gì? Không bằng bố bế đúng không? Chứ còn gì nữa. Chuẩn. Mẹ Lucy bế em không trời khéo bằng đâu. Bố. Người ta đã nói là một đứa, rồi, một đứa đẻ thì một đứa trăm đúng không? Ừ, chứ tự nhiên bây giờ phải làm hết. Thì thành ra nếu mà Lucy mà bế giỏi hơn Dương, chứng tỏ là Dương chả chăm gì. Thật sự luôn, đầu con rất là thúi. Đầu đầu con rất thúi nha. Biết sao không? Hồi nãy mấy ngày rồi con không gọi đầu. Không phải, nãy chạy cho chạy xe máy mấy vòng ngoài đường á. Họ kêu chị Sa xức nước hoa cho em đi. Cả nhà yêu quá hoan hỷ xin vé, ok nhã vé cho mọi người đầu năm nha. Chúc mọi người săn được một bé rồng xinh như bé mèo nhà mình nha. Trời ơi, em gạ vợ em đứa đây, vợ em không cho đây. Hay quá. Giờ làm đứa được không? Giờ làm đứa được không hả cả nhà? Giờ làm đứa được không? Thấy hợp lý không? Không má. Một đứa mèo rồi thì lại có thêm một đứa rồng, rồi thấy gia đình 4 người là hợp lý. Thật ra em thấy gia đình 4 người là cũng hợp lý nha. Sau lúc trước chồng kêu 9 người. Gì? Thôi 9 người thì họ chắc là không ai chơi với vợ luôn đấy. Chỉ có mình chơi với con mình thôi luôn đấy. Coi nào mình nát. Thôi bye bye cô chú đi. Mấy tháng bấm lỗ tai. Ừ, em bé ở trong bệnh viện là bên bệnh viện chỗ Lucy xanh ấy. Là bấm luôn mọi người à, xanh ra là bấm luôn. Sinh ra một cái là 2 ngày sau là đi bấm lỗ tai. Là bây giờ là có lỗ tai luôn, không có cần phải về bấm, tại em lớn bấm đau ấy, em sẽ biết cái tội. Còn lúc nó nhỏ nhỏ. Em là xong. Cũng đau nhưng mà em cũng mau quên á. Mau quên đi. Là ông tòa nha. Là tòa đấy trời, nhìn ngang không thấy cái mỏ đâu luôn ý. Là ông tòa nhìn trời ngang không thấy cái mỏ đâu, thật sự ấy, nhìn ngang là hai cái má nó lồi lên rồi. Rồi hình cái chán nữa. Che hết cái mũi, nó che hết cả cái mồm đi luôn. Rồi còn cái chán nữa trời ơi, nó cứ nhô ra hết mọi người ạ. À. Giống bé xin nào ấy nhỉ? Xin nào nhỉ? Xin nào thì xin bút chỉ à. Cậu bé bút chì. Yêu quá Nam My ơi, cảm ơn đỡ má Nam My đi chị ơi. Cái này cái cẩu mới đỡ được. Cái này phải thuê hai cần cầu kéo hai bên lên này mới này, đỡ được. Cho Nam My này cho mọi người coi Nam My chơi. Nam My khoái lucky lắm, mà lucky sợ khi chạy mất dép. Chứ nắm đầu mẹ như thế thì tới đầu Nam My như nào nè. Nam My đuổi nít lên nè mọi người, không dám lại mọi người ơi, sợ lắm. Lucky đây con. Đây, chơi chị Lucky đi. Nam My sẽ gọi Lucky là chị mọi người. Chán rồi, thôi cho đi ngủ đi. Ngủ nhá. Giờ thì ngủ được, chị Sa ơi. Giờ này phải ngủ được rồi đúng không chị? Vanessa. Vanessa ơi. Vanessa cho Nami đi ngủ đi Vanessa. Mà giờ này cho đi ngủ được rồi đúng không? Đúng không chị? Ngủ được rồi. 8 giờ rưỡi ru sương sương là tới 9 giờ là ngủ rồi nè. Chào đi. Chào.